Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5501 ha, con máy chip i7 9H, nó rất là khỏe luôn, giá thì rất là hợp lý. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá nha. Đầu tiên là màn đẹp 15.6 inch, Full HD không có lỗi lầm gì hết. Máy này là hoạt động hoàn hảo từ đầu tới cuối, không có lỗi gì hết nha mọi người. Phím số rồi bên hông để mình bấm dữ liệu, bấm số rồi cho nhanh nè. Phím rất là đẹp, có lá phím rồi đầy đủ. Bấm rất là kém, 1 tỷ lần không bao giờ lật hết trơn mọi người. Có tặng cho mọi người 8 giá phím quốc tế ha, che ký tự được. Đây còn ký tự quốc tế rất là gõ rất là sướng tay, êm, không vấn đề gì. Giờ mình giới thiệu đến cấu hình, sau đó mình quay cái ngoại hình và mình báo giá. Đây, Latitude 5501 i7 9850H, cái con chip nó rất là khỏe mọi người. Tại vì đó là i7 9850, nó còn có là 9650, 9750, sau đó 9850 ha, hiệu năng cao 2.6, 12 luồng, 12 CPU rất là khỏe luôn. RAM 32 GB. Nên mọi người có thể nâng cấp RAM lên 64 rồi ok, nhưng mình nghĩ cái cấu hình này RAM 32 là khỏe quá rồi. Chạy song song hai card, đây là card onboard trong máy và cái render này là cái card đồ họa RAID này là 2 GB ha. Cái card đồ họa RAID 2 GB mọi người có thể giải trí chơi game nhẹ hoặc là làm việc thiết kế rồi này kia cũng ok. Có những cái chương trình, những cái phần mềm yêu cầu mình là từ card 512 1 GB, 2 GB gì đó thì mấy cái này là đáp ứng đủ, chưa nói chip 9H thì nó khỏe nữa. Nên là mọi người tha hồ mà sử dụng. Mình thấy là sinh viên, học sinh hay gì, rồi lúc mình với cái số tiền vừa phải mua con máy nó khỏe, có card RAID nữa, mà cái dòng là dòng chất lượng nữa, thì mình nghĩ con này là ok lắm luôn á. Phím rồi thấy ok ha. Cái chỗ này là cái tem của đeo, sau này người ta lột ra mọi người thấy nó hơi hằn nhẹ thôi. Cái này là cái chỗ mà gác tay nó hơi bóng nhẹ, không vấn đề gì. Bàn rê chuột này là đẹp, đẹp, đẹp ha. Rồi bây giờ quay ở bên ngoài thôi, không có lỗi lầm gì hết mọi người. Chip 9850H cái hiệu năng nó cao nha, pin nó tầm 3 giờ thôi nha mọi người. Vỏ ở ngoài khá là đẹp, không có bị bóng trầy xước hay gì đâu mọi người. Đây là nguyên bản cái dòng này là nó mịn như thế này rồi, nên quay lên thì thấy bóng, nhưng mà đây là bóng zin chứ không phải là xài bị bóng đâu. À, đẹp. Để mình quay kỹ dòng để mọi người kêu mình quay sơ xài, nhưng mà thật sự là nó đẹp cho nên mình cũng quay nhanh qua thôi. Chỗ nào nó xấu thì mình sẽ quay rõ cho mọi người thấy, không đáng kể gì. Nhìn chung là đẹp nha. Bây giờ quay các cạnh. Ngõ sạc, tai xi sấm sét USB ha. Rồi, cạnh đẹp nha. Ngõ HDMI, mạng LAN, USB, tai nghe, thẻ nhớ. Nói chung là các ngõ kết nối là nó đầy đủ hết nha mọi người. Nãy mình quên quá SSD cho mọi người xem. Cái này là SSD 1T ha, tha hồ mà mình chứa dữ liệu. Máy là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Và mình báo giá mọi người cái con Dell 5501 này, giá của nó là 11 triệu. Ai chốt thì inbox mình. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Máy thì như vậy là tương đối đẹp rồi, không có lỗi lầm gì hết, luôn kèm sạc zin. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình.